Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Stay Healthy Easy và mình là Hàng Dâu. Như một số bạn hay theo dõi mình trên Instagram và xem một số những cái video YouTube gần đây thì sẽ để ý rằng mình rất hay sử dụng cái em này. Đây chính là em nối chân không dầu mà mình mới tậu hồi cuối tháng 12. Thì em nối chân không dầu này của mình được anh bạn thân tặng từ hồi đợt Giáng sinh và cũng là đợt sinh nhật mình đợt cuối tháng 12 ấy. Thì mình đi làm, mình nghe được rất nhiều các chị đồng nghiệp đã chia sẻ rằng đã mua nồi chiên không dầu và làm được rất nhiều món ăn nên mình cũng rất là háo hức. Mình thì trước giờ chưa sử dụng cái nồi này bao giờ, nghe nói là không cần phải sử dụng đến dầu ăn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nên là cũng đã ấp ủ từ trong lòng từ rất là lâu và anh bạn thân đã biết được điều đó và đã tặng cho mình nhân dịp Giáng sinh. Đây là nồi chiên không dầu của hãng San Bận, mã sản phẩm của nó là San Bận D18, là hàng nội địa Trung Quốc. Nồi này thì có công suất là 1400W với dung tích là khoảng 4,5 lít, rất phù hợp cho những gia đình có từ 2 đến 3 người hoặc nếu mà sử dụng một mình thì càng tốt, đều rất là tiện lợi. Vì chiếc nồi này là mình được anh bạn thân tặng cho nên là mình cũng không rõ giá thành của nó lắm. Tuy nhiên trước khi làm video này thì mình cũng đã search thử trên mạng, giá của nó sẽ rơi vào khoảng 700 đến 900 tùy từng khu vực. Cái nồi này mình nhận thấy là khá phù hợp với các bạn sinh viên hoặc những gia đình có thu nhập trung bình nhưng vẫn muốn sử dụng một chiếc nồi chiên không dầu để phục vụ cho mục đích nấu ăn trong bếp ấy. Tại sao lại có những cái nồi giá từ 2 triệu đến 5, 6 triệu trong khi lại có những nồi giá chỉ dưới 1 triệu như cái San Bận này? Thì thông qua quá trình sử dụng và cũng như là đọc rất nhiều review về nồi của các hãng nổi tiếng trên thế giới như là Bluestone, Lock & Lock, Tefal, Philips thì mình thấy là công dụng các nồi đều như nhau. So sánh cùng một hiệu suất 1400W của các hãng thì cũng như nhau, đủ các tính năng chiên, nướng, không thể có gì khác hơn cả. Còn bàn về độ bền thì phải qua sử dụng thì mình mới có thể đánh giá được là một chiếc nồi nó có bền hay không. Và quan trọng cũng là do cách giữ gìn của mỗi người nữa. Các cụ hay nói mà, của bền tại người đúng không? Vậy nên mình chỉ có một lời khuyên nho nhỏ dành cho mọi người đang có ý định mua nồi chiên không dầu là hãy cứ mua cái nồi chiên không dầu phù hợp với khả năng kinh tế của bạn và đừng có suy nghĩ rằng phải mua nồi đắt tiền thì mới sử dụng được bền và lâu nhé. Sau khi sử dụng em này một thời gian thì mình nhận thấy rằng em này không khác gì một cái lò nướng mini hoặc một cái máy lò vi sóng. Thành phần cấu tạo bên trong của nồi cũng được thiết kế rất đơn giản. Bên trong là một cái lồng có vỉ được làm từ chất liệu chống dính, rất dễ dàng trong việc cọ rửa. Nồi được thiết kế chiên hoàn toàn bằng sức nóng của lò xo nhiệt và không khí đối lưu bên trong. Qua quá trình sử dụng, mình nhận thấy rằng cái nồi chiên không dầu này đã đem lại cho mình được rất nhiều những hữu ích, hạn chế được tối đa việc sử dụng dầu mỡ. Mình nhận thấy rằng đối với những người ăn ít clean như chúng ta thì sẽ giảm được khá lượng calo từ dầu mỡ nạp vào cơ thể. Ví dụ như khi mình rán đậu hoặc là mình làm gà áp chảo, thịt nướng thì mình không cần sử dụng một giọt dầu nào. Lợi ích thứ hai phải kể đến đó chính là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thay vì việc bạn phải đứng chiên rán đồ ăn rồi là dầu mỡ bắn đầy khắp người và trong khi còn phải trông chừng để tránh trường hợp đồ ăn bị cháy, thì sau khi dùng nồi chiên không dầu chúng ta chỉ việc set up thời gian, nhiệt độ để máy làm nốt công việc của mình, sau đó chúng ta có thể thoải mái làm những công việc khác. Lợi ích thứ ba là vệ sinh nó cực kỳ dễ dàng và không hề tốn quá nhiều thời gian, vì nồi có thể tách được ra từng bộ phận cho nên việc rửa cũng sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng của nồi chiên không dầu này. Mình nhận được nồi này bên trong đã có cái sách hướng dẫn sử dụng rất chi tiết, tuy nhiên là bằng tiếng Trung. Rất may là mình học tiếng Trung nên mình có thể đọc hiểu. Nhưng mà đối với mọi người, những ai không sử dụng tiếng Trung vẫn có thể hiểu được vì họ minh họa bằng hình ảnh rất rõ ràng và các thông số như là bạn nướng món này trong vòng bao nhiêu phút với nhiệt độ là bao nhiêu, nó đều ghi rõ hết trong cái quyển hướng dẫn sử dụng đó. Và người ta có hướng dẫn bạn làm khá món như là đậu rán, khoai tây chiên, đùi gà, cá, tôm rất nhiều. Ngoài ra thì trên nắp nồi cũng đã minh họa một số món ăn tiêu biểu như là khoai tây chiên này, hay là bít tết, tôm hoặc là cá, hoặc là thịt ba chỉ, hoặc là bánh, thậm chí là cả bánh cupcake nữa. Thêm vào đó là họ còn ghi cho mình về nhiệt độ và thời gian làm các món ăn. Ví dụ như khoai tây chiên, bạn sẽ làm trong 15 đến 20 phút với nhiệt độ là 200 độ. Hoặc bít tết làm trong 10 đến 15 phút với nhiệt độ là 180 độ C. Rất là dễ dàng. Và hôm nay để minh họa cho cách sử dụng nồi chiên không dầu này, mình sẽ làm luôn hai món ăn mà mình thường ăn rất nhiều trong quá trình ăn eat clean, đó chính là món đậu rán và gà áp chảo. Không nói nhiều nữa, cùng mình vào bếp và sử dụng cái nồi chiên không dầu này nhé. Thank you.
Và vừa rồi mình đã review sơ qua về nồi cũng như là cách sử dụng của nồi chiên không dầu mà mình đã dùng trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là thông qua cái video này mọi người sẽ có cái quyết định của riêng mình rằng nên mua nồi chiên không dầu nào. Và mình chỉ khuyên với mọi người một điều rằng hãy mua nồi chiên không dầu phù hợp với khả năng kinh tế của mỗi người nhé. Và nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn và tạm biệt mọi người. Nó sơ vào mic thôi. Về giá tiền đâu bỏ ra con đó, đi ra dạ đi ra ngay.